Để tiếp tục, Bích Phương kính mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng do Bích Phương và Đậu Thanh Vân thực hiện. Bích Phương, SBTN Washington DC, kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Hội Thân Hữu Quảng Đà, vùng Hoa Thịnh Đốn đã có một buổi picnic tại Upton Hill Park, thành phố Arlington, Virginia lần thứ 15 vào ngày Chủ nhật 11 tháng 8, 2019. Ai đi cách trở Sơn Khê, nhớ tô mì Quảng, tình quê mặn nồng. Hai câu thơ đã được đọc trong ngày sinh hoạt mùa hè. Buổi picnic mì Quảng của Hội Thân Hữu Quảng Đà, miền Đông Hoa Kỳ, vào ngày Chủ nhật 11 tháng 8, 2019. Thật vui nhộn, trong tình thân mật của hơn 130 người đồng hương thân hữu đến tham dự tại Upton Hill Regional Park trên con đường Wilson Boulevard, thành phố Arlington, Virginia, vào lúc 12 giờ trưa. Trong mùa hè với thời tiết thật nóng, nhưng mọi người tìm những bóng mát, chuyện trò, chia sẻ, chuyện thời sự, những vui buồn trong cuộc sống. Lời cảm ơn của bà Lê Tống Mộng Hoa. Chân thành cảm ơn công lao thì giờ của các chị em con gái, con dâu xứ Quảng hy sinh để nấu nồi mì lèo, mì Quảng, tráng những sợi mì Quảng vàng ống. Và khi nhìn thấy một thao thật lớn với đủ loại rào, giá để được xếp gọn trên những tô mì Quảng. Nhìn những anh chị đứng dưới nắng chói chang nướng những miếng thịt thơm phức, vàng ống. Các bà, các cô cắt từng những trái dưa hấu đỏ thắm. Mọi người vừa thưởng thức những món ăn ngon, đượm tình, quê, mặn nồng, còn được nghe những ca sĩ của Hội Quảng Đà, những giọng ca quen thuộc của cộng đồng, hát cho nhau nghe. Kỷ niệm thêm một sinh hoạt mùa hè của Hội Quảng Đà 2019. Năm này là năm thứ 15, chúng tôi tổ chức cái picnic cho đồng hương Quảng Đà và thân hữu miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Không riêng cho người đồng hương của Quảng Đà mà tất cả mời tất cả những vị miền Nam, miền Trung, miền Tây, miền Bắc đều là thân hữu của Hội Quảng Đà mời đến chung vui cùng chúng tôi. Cái đặc biệt của chúng tôi rằng khi xa quê hương, chúng tôi vẫn mang theo cái hoài cảm và cái nỗi nhớ của món mì Quảng. Nó đơn sơ, nó mộc mạc, nhưng mà nó sẽ không bao giờ rời xa của những người con xứ Quảng. Thì trong một năm chúng tôi, mùa xuân tháng 3 thường thường hay là tổ chức cái hội xuân. Thì tổ chức cái hội xuân thì chúng tôi dùng cái tiền mà thặng dư để làm cái quỹ. Rồi mùa xuân xong dùng cái tiền đó chúng tôi tổ chức cái picnic cho đồng hương. Rồi sau cái picnic cho người đồng hương, rồi đến ngày tháng 11, ngày Thanksgiving, dùng cái quỹ đó để mà carry on, để làm cái Thanksgiving lunch cho đồng hương. Rồi trong đó có những mạnh thường quân trong ban quản trị và ban chấp hành. Thật sự mà nói, ở đó chỉ có ban quản trị và ban chấp hành của chúng tôi cùng chung vai, chung sức, chung góp công, góp của để mà làm. Chứ còn để cho giữ lại cái tình đoàn kết của hội đồng hương của quản sứ quản Đà Nẵng của chúng tôi. Hội nào cũng đi, nhưng mà hội Quảng Đà này là dù bằng cách mấy tôi cũng đi. Thứ nhất á, là đồng hương. Thứ hai nữa là cái hội này rất là vui vẻ. Đó, và là hội này Quảng Đà làm những việc hữu ích, giúp đỡ rất nhiều anh em thương phế binh cũng như đồng bào nghèo. Đó là cái việc, đó là cái mà tôi thích nhất. Cô thích hội Quảng Đà lắm, vui lắm, mỗi năm đi gặp một lần mì Quảng ngang. Những cái thứ mà cô thích đó, ở nhà thì ít làm. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phóng sự picnic của Hội Thân Hữu Quảng Đà vùng Hoa Thịnh Đốn tại thành phố Arlington, Virginia. Xin hẹn quý vị vào những kỳ phóng sự lần sau. Kính thưa quý vị, chương trình bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo.